Người đàn ông yêu bạn thật lòng chắc chắn sẽ luôn hỏi 6 câu này. Đây là 6 câu hỏi chỉ người đàn ông yêu thật lòng mới thường xuyên hỏi bạn, chứng tỏ rằng anh ấy thật lòng yêu thương bạn, thậm chí còn có thể yêu bạn hơn bản thân anh ấy. 1. Em có ý kiến gì về việc anh sắp làm không? Khi một người đàn ông yêu thật lòng, anh ấy sẽ để ý đến cảm xúc và suy nghĩ của bạn. Anh ấy muốn biết bạn nghĩ gì về việc anh ấy làm. Anh ấy sẽ đắn đo liệu đó có phải là việc khiến bạn không vui không? Vì vậy, sẽ hỏi ý kiến của bạn trước khi làm. Nếu bạn không vui, anh ấy sẽ không làm. Anh ấy làm gì cũng muốn được bạn ủng hộ. Thái độ của bạn là mục tiêu cho anh ấy làm việc. Người đàn ông thế này chính là vô cùng yêu thương và trân trọng bạn. 2. Khi ở bên cạnh anh, em có thấy vui không? Người đàn ông yêu thật lòng sẽ luôn muốn biết cảm giác của bạn. Anh ấy muốn biết liệu anh ấy có mang đến niềm vui cho bạn hay không. Anh ấy luôn mong muốn rằng khi ở cạnh anh ấy, bạn chỉ thấy vui vẻ và hạnh phúc. Cảm giác, niềm vui và hạnh phúc của bạn chính là điều anh ấy hài lòng nhất dù phải làm gì. Người đàn ông như thế thật sự rất đáng để bạn giữ lại bên mình cả đời. 3. Em thích cái gì? Đàn ông yêu thật lòng luôn muốn đem đến những gì bạn yêu thích. Đôi khi anh ấy sẽ âm thầm tìm hiểu những món đồ phụ nữ thích chỉ để tạo bất ngờ cho bạn. Hay nếu thực tế hơn, anh ấy sẽ hỏi bạn thích gì, anh ấy sẽ mua tặng bạn. Anh ấy không tiếc tiêu tiền vì bạn. Chỉ cần trong khả năng của anh ấy, người đàn ông này chỉ chân thành muốn mua cho người phụ nữ của mình món đồ cô ấy thích. 4. Anh xin lỗi. Đàn ông để bạn trong tim luôn sẵn sàng nhận lỗi khi biết bản thân làm điều gì sai trái với bạn. Thậm chí dù anh ấy không sai, nhưng việc bạn bị tổn thương và buồn phiền, anh ấy cũng xem đó là lỗi của mình. Anh ấy không ngại nói xin lỗi để xoa dịu bạn, cũng không ngại nhận lỗi và cố gắng thay đổi vì bạn. Đàn ông không phải ai cũng có thể làm được điều này, chỉ khi họ thật sự coi trọng và không muốn đánh mất bạn. 5. Anh có thể làm gì được cho em? Những khi bạn không vui, bạn gặp khó khăn, người đàn ông yêu bạn chân thành luôn muốn làm điều gì đó để bạn thấy thoải mái hơn. Đôi khi anh ấy sẽ thấy không biết phải làm gì, bản thân cũng cảm thấy rất khó chịu. Bởi thế, khi nghe câu hỏi này của anh ấy, bạn nên hiểu rằng anh ấy thật sự để tâm đến bạn, muốn chia sẻ cùng bạn vượt qua mọi chuyện. Có được người đàn ông thế này bên cạnh, bạn dù phải trải qua chuyện gì cũng đều không cực khổ hay vất vả nữa. 6. Không sao cả, có anh rồi. Khi bạn tìm được một người đàn ông yêu thật lòng, chân thành đối đãi với bạn, bạn sẽ không bao giờ thấy đơn độc nữa. Nhất là những lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, anh ấy sẽ luôn chứng minh để bạn thấy rằng bạn không một mình đối mặt mọi chuyện. Anh ấy sẽ luôn tìm cách đồng hành, chia sẻ, cảm thông và bên cạnh bạn bất kỳ lúc nào bạn cần. Câu nói ấy không chỉ để động viên bạn mà còn để bạn hiểu rằng bạn không đơn độc. Bạn có thể dựa dẫm vào anh ấy. Với người phụ nữ, có được một người đàn ông tình nguyện dựa vào, bảo vệ mình
khi mình kiệt sức. Thật sự là may mắn. Bữa ăn cuối cùng. Sau 21 năm chung sống, một ngày tự nhiên vợ của Peter nói với ông: anh hãy mời một phụ nữ khác đi ăn tối xem phim. Em yêu anh, nhưng em biết người đó cũng yêu thương anh và muốn dành thời gian ở bên cạnh anh. Peter thật bất ngờ khi nghe vợ khuyên. Nhưng khi vợ bật mí người ấy chính là mẹ ruột của ông thì Peter vui vẻ điện thoại ngay. Mẹ của Peter quá bụa đã 19 năm và sống một mình. Peter bận rộn công việc, con cái nên rất ít gặp mẹ. Nhận được điện thoại mời ăn tối của Peter, người mẹ ngạc nhiên: có chuyện gì không ổn hả con? Con khỏe không? Peter trấn an mẹ: mọi chuyện vẫn tốt, đơn giản là con muốn hai mẹ con mình ăn tối với nhau. Cuối tuần đó, Peter lái xe đến đón mẹ. Khi Peter vừa đến cửa, mẹ đã đứng đợi. Bà mặc lại bộ váy áo trang trọng của dịp kỷ niệm ngày cưới lần cuối cùng. Bà không quên uốn tóc và trang điểm nhẹ. Bà cười rạng rỡ. Mẹ khoe với bạn là con mời đi ăn tối. Các bà ấy rất ấn tượng về điều này. Người mẹ vô cùng tự hào khi khoác tay con trai bước vào một nhà hàng ấm cúng và nổi tiếng với thức ăn ngon. Lúc Peter xem thực đơn, bà lại mỉm cười. Nhìn cảnh này, mẹ nhớ lúc con còn bé, mẹ toàn xem thực đơn để chọn món ăn phù hợp với con. Peter trìu mến: bây giờ con sẽ làm thay mẹ. Họ say sưa trò chuyện suốt bữa tối. Khi Peter tiễn mẹ về đến nhà, người mẹ nói: lần sau chúng ta lại ăn tối với nhau nhé, nhưng hãy để mẹ mời con. Chưa đầy một tuần sau, mẹ của Peter qua đời vì một cơn đau tim. Ít lâu sau, Peter nhận được một phong bì. Trong đó có bản sao một hóa đơn trả trước ở chính nhà hàng mà Peter và mẹ mới đến ăn tối. Kèm với hóa đơn là lời nhắn của mẹ: con trai thân mến, mẹ đã trả tiền trước cho hóa đơn này. Mẹ không chắc có thể cùng con trở lại đây lần nữa, nhưng mẹ vẫn trả tiền cho hai phần ăn dành cho con và con dâu của mẹ. Chắc con không biết rằng bữa tối hôm ấy có ý nghĩa thế nào với mẹ. Thương con nhiều.